Đừng chải tóc nữa. Cái này nó nhiều, nó nhiều quá. Ơ kìa, chải cái kiểu gì đấy? Cái này nó nhiều, nó nhiều. Không biết chải lại còn. Con hư nhở? Giỏi lắm rồi. Họ mà không biết chải ấy. Cứ để nó nhiều. Này này này. Sao đứt tiên lược của cái quạt đấy con? Bộ ngồi sai quạt ra cơ mà. Nào ngồi sai quạt ra. Cứ để nó nhiều quá. Này đừng để bố tức giận nhá. Quay đây xem nào. Quay mặt đây xem nào. Số mù ấy. Cái bố bố nói nhiều con bị đau tay rồi này. Chưa con nữa. Nói nhiều mà bị đau tay à? Chưa con nữa. Cái để nói nhiều, nói nhiều. Mà con bị con đau. Con đau đi đâu? Con mơ nhận nắng luôn. Sao gì đấy? Để nó nhiều nó